chúng ta cùng gặp gỡ những người bí ẩn. À, tập tạ hả anh? Tập tạ sao lại thế nhưng hành được? À, em biết rồi anh Thành. Về gu thẩm mỹ, style, ăn mặc, quần áo. Ai là người chuyên sưu tập giày sneaker? Giày sneaker. Giày sneaker. Mà đâu có ai mang sneaker trên này đâu. Em biết rồi. Bây giờ mình chọn luôn được không? Không được, mình phải hỏi chứ. Mình phải nghiên cứu chứ. Tôi biết luôn rồi đó. Bây giờ bấm trước cái hỏi, chịu không? Hai bên nếu bấm muốn, đi. Nếu muốn, dạ. À, bấm đi. Bây giờ em dám bấm, anh bấm. Em bấm á. Bây giờ nè, mình chốt luôn nha. Mình chốt luôn. Bấm. Ok. Rồi hỏi gì hỏi. Rồi một lát nữa có cảm thấy sai cũng không được quyền đổi. Chơi không? Dám chơi không? Anh chị tin em không? Tin không? Lâu lâu mình chơi game mà cho nó căng thẳng, nó kịch tính à. Chơi nè. Chơi rồi. Tôi là mê giày. Ngọc cũng là lợi thế luôn. Anh dám mày chơi cái gì mà lợi thế không? Làm sao mà chơi đây? Nãy giờ vẫn thua. Vẫn thua. Là duyên à. Hay là ba người này chơi rồi em với chị chơi riêng một cái trò khác đi. Em ơi, cái guốc dông đó em ngoài chợ Bến Thành á, nó bán nhiều đôi em ha. Chị hỏi là loại make in Việt Nam hay là make in Bình Dương? Hai lấy ly cà phê ra ngoài quán rồi nói chuyện. Rồi bấm đi, rồi, bấm trước hỏi sao. Rồi chơi. 2, 3. Như vậy là đáp án hiện tại đã được lưu giữ trên phòng máy vi tính. Ok. Chúng ta giao lưu với người bí ẩn số 1. Tôi là con gớt mà con gớt nhiều chân, có nhiều chân thể làm gì? Ồ dạ, ồ dạ, có loại gì rất là kỳ. Ồ dạ, ồ dạ. Thầy đi mua giày sneaker và đã sưu tập đi. Và tôi chính là người sưu tập giày sneaker. Trường Giang, thánh dép tổ ong. Trấn Thành thấp quá nên dùng giày đôn. Việt Hương cao gót dính chùm. 22 tấc coi chừng té đau. Còn tôi chạy nhảy phao phao. Sneaker một tủ sưu tầm là tôi. Và tôi chính là người sưu tầm giày sneaker. Cảm ơn, mời vị trí số 3. Ngày xưa chị với một chiếc hài, vua gặp nàng tấm lấy liền ngay. Ngày nay anh đây dây cả đống. Ngọc có bằng lòng lấy anh không? Anh wow. Chính là người sưu tầm giày sneaker. Sneaker, quá dữ dội. Mời vị trí số 4. Trời vô nhạc luôn trời. Ngọc à, em giờ này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ. Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Em quên ăn quên uống, quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đâu em. Đi sneaker đi em, sẽ không làm đâu em. Nhà anh có một tủ, em không tin thì về xem Linh Dương Lan Ngọc. À, anh chính là người chuyên sưu tập những đôi giày sneaker đó. Yeah. Yeah. Ủa cho em hỏi là chương trình ngày hôm nay là tuyển chồng cho em hay sao? Người ta thấy thương cho em á, lâu quá rồi chưa có bến bờ đắp, người ta cho em bao nhiêu cơ hội đó. Chúc đây. Cái số cuối cùng là có thể nào nói là anh Đức. Là duyên rồi đó. Là duyên rồi đó. Dạ thôi mình tiếp tục anh số 5. Đây vị trí số 5 xin mời. Người yêu có thể không có. Trời ơi. Chó cũng có thể không nuôi. Mèo cũng có thể không nựng. Nhưng mà sneaker thì phải đựng vừa một kho. Tôi chính là người sở hữu bộ sưu tập giày sneaker. Thank you. Cảm ơn bạn. Hiện tại khán giả chưa biết hai đội chọn số mấy. Chỉ có hai đội biết mình đang chọn số mấy. Dạ. Ủa mà mình chọn số mấy vậy? Quá rõ ràng luôn anh. Chính hắn. Số 5 em có bao nhiêu đôi? Dạ em có 160 đôi anh ơi. Đôi mắc nhất là bao nhiêu tiền? Đôi mắc nhất của em là 22 triệu. Đến từ hãng nào? Balenciaga. Balenciaga mùa 22. Tùy vào anh mua ở seller nào. Anh mua ở store hoặc là anh mua ở seller. Okay. Giá trị sẽ khác nhau. Xài xong có bao giờ mình bán lại không? Dạ có. Bán lại được thì nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm tiền? Tùy vào cái độ mang của em. Nó có mòn như nào hoặc là nó còn mới, còn cũ bao lâu. Số 1, như thế nào gọi là sneaker? Là một đôi giày có đế cao su gọi là sneaker. Hãng nào chuộng nhất khi mà bán lại? Em xài em không có bán lại cho nên em không có biết. Ok. Số 2 ơi, bạn mua những cái đôi giày sneaker mà thuộc những cái dòng mà nó limited đó, tức là nó sản xuất rất là ít những cái đôi giày đó, thì thường bạn hay mua ở những nơi nào? Đối với lại những đôi giày đó thì chắc chắn mình rất là khó mua. Do đó mình phải mua lại từ những người mà người ta có cơ hội người ta mua được với một cái giá cao hơn. Làm sao để cách bảo quản những cái đôi giày đó một cách tốt nhất?
Mỗi lần mang xong em sẽ chà và vệ sinh giày. Bạn số 3, làm sao mới gọi là người đỉnh nhất? Ví dụ như cái anh này có 2 đôi này, có 5 đôi, có 10 đôi, có 15 đôi, hay là những cái đôi giày mà đặc biệt trên thế giới hiếm có mà em mua được thì mới gọi là dân sưu tầm. Cái kiểu mình show off cái đôi đấy như nào, cái đấy mới là gọi anh đỉnh. Ai mà chẳng mặc được một cái áo, ai mà chẳng được được một cái quần. Bây giờ chị mặc kiểu nào làm cho chị khác mọi người? Anh số 3 ơi, tại sao anh không sưu tầm giày cao gót mà lại sưu tầm sneaker? Tại vì giày cao gót thì anh lại không mặc vừa. Mặc vừa. Cái này của em mà, anh chỉ có dưới thôi. Đôi mắc nhất là bao nhiêu? Đôi mắc nhất đó mà em có là cái Union Jordan. Là bao nhiêu tiền? 100,000 USD. Anh đổi lại tiền Việt là bao nhiêu? 100,000 thì chắc 170 tỷ. 2 tỷ 3. Đúng rồi, hơn 2 tỷ. Anh xài tiền tốt đấy. Anh sinh sống ở đâu? Ở Canada. Em làm nghề gì? Nhà em có tiệm spa mấy cái ấy luôn. Thì em là chủ quản lý ở đấy luôn. Có phải là em chơi thể thao rồi em mua em mang, rồi bắt đầu em thành ra một cái sở thích? Em mua và em sẽ không bao giờ mang. Tại vì mang là mất giá. Em là chỉ thích nhìn, sự ngồi cười đó. Sự ngồi cười đó. Số 4, cho mình hỏi hai hãng giày sneaker mà bạn thích nhất. Hai hãng giày sneaker đó là Beatit và Thượng Đình. Là duyên rồi đó. Là duyên rồi đó. Là duyên rồi đó. Thượng Đình là bà ta mà ta. Không, thích gì đó. Em ơi, cái đôi Thượng Đình gì đó. Nhiều đôi em? Dạ, 40,000 tùy theo màu, đỏ và xanh. Thôi đó, chị Mai đó. Mua 2 đôi mang nó bền chắc. Xin hỏi bạn là sneaker dùng để mặc với những cái trang phục nào? Sneaker có thể bận với bikini, pajama. Cô mày đúng quá à. Em duyên lắm đó nha. Em rất là duyên đó. Tôi chịu số 4 rồi đó, lát bấm số 4 lại nè. Hiện tại ở trên đây có cái là thật đó, nhưng mà nó là giả. Nhìn gương là giả, nhưng mà lại là thật. Biết đâu được. Theo chú Trung, mình chú Trung chọn số mấy? Số 2 hoặc số 3, một trong hai số. Nhưng mà chắc chọn số 2. Số 2, Lan Ngọc. Em thì thấy Tú chọn số 2, nhưng mà thấy anh số 3 cũng... có kinh nghiệm. Đúng. Lan Ngọc, thích em số 3. Em nghĩ là rồi. Anh số 3. Chị Hương. Đương nhiên là số 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho quý vị khán giả cùng biết hai con số được hai đội chọn là số nào. Và quý vị cũng đã thấy trên màn hình, hai con số được chọn hai đội trùng khớp là số 2. Hình như hai người gài bạn vô đúng không? Không có, không hề biết bạn này. Em không biết bạn này. Mời phân tích. Số 2 là gương mặt fashion nhất. Bây giờ chọn giày sneaker, sưu tập sneaker là phải người mê fashion. Số 2 fashion nhất. Cái gương mặt che, cỡ nào che cũng là gương mặt fashion. Tôi phản đối. Đúng. Anh số 4 của tôi bị gì anh che lại thôi. Chứ anh mở ra đi, nói vậy tôi không đồng ý. Mở mặt anh ra đi. Số 4 là không phải là fashion mà cái gương mặt mở ra là tôi phát cuồng luôn rồi. Tại sao số 2 chọn? Số 2 nói đúng một câu. Đôi giày nào hot là phải mua lại từ một người đúng. Khác. Tại vì có những buyer nó biết đôi giày đó hot, mua trước của tiệm store luôn. Nhiều khi tiệm chính không có giày đó để mua, thì mình phải mua lại của nó với giá mắc hơn của cái tiệm đó ra. Thứ nhất về mê sneaker, vậy là những người mình nói khá là có điều kiện một chút, họ mới dám sưu tầm những đôi giày sneaker mắc tiền. Đúng. Bạn số 2 là cái bạn mà cũng có một cái gương mặt và nhìn cái làn da, tất cả mọi thứ của bạn ý là phù hợp nhất. Bạn số 3 là một người giỏi tiếng Anh, biết tiếng Anh, cũng có thể là người sống ở bản xứ, tại vì cái accent của bạn là cái accent sống ở bên kia. Nhiều khi bạn là người bán thì sao? Đúng rồi, ra lừa mình thôi. Nó giống như là lâu lâu mình đặt lớn vậy đó, đúng không? Thua rồi thôi, chơi vui mà. Vài phút giải lao, chờ kết quả thưa quý vị. Quá rành về giày lại chọn giống nhau, có nghĩa là cùng nhìn về một hướng. Kết quả của chương trình là vị trí số 2. Chính xác. Tú hôm nay như vị thần vậy đó. Trời ơi, hôm nay chị chơi Tú xuất sắc. Tôi mua gần 300 đôi giày rồi, mà bây giờ mà tôi chọn không ra thì chắc là tôi quê lắm luôn á, tôi nói thiệt á. Xin chào mọi người, em tên Phương, người ta hay gọi em là Bèo. Em thì kinh doanh giày chứ không sưu tầm giày. Kinh doanh giày.
Em tên là Nguyễn Anh Tú. Em là một diễn viên và em không phải là người sưu tầm giày sneaker. Trời ơi, Anh Tú kìa. Ai tên Anh Tú? Ai tên Anh Tú cũng duyên dáng hết trơn á. Quá duyên dáng. Xin chào mọi người, em là Nguyễn Ngọc Tuấn. Mọi người biết em qua cái tên Phong Nguyễn. Em hiện tại đang là một YouTuber và em là người sở hữu bộ sưu tập giày sneaker. Xin mời. Xin tạm biệt những người bí ẩn. Xin chào mọi người, thì em tên là Nguyễn Ngọc Tuấn. Mọi người biết em với cái tên là Phong Nguyễn. Hiện tại em đang là một YouTuber. Thì những cái video của em là chia sẻ đặc biệt là về giày và những cái video đi du lịch cùng với gia đình của em. Em là người sở hữu bộ sưu tập giày sneaker mà hôm nay sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Bao nhiêu lâu rồi mới được cái bộ đó? Tới thời điểm này em bắt đầu tìm hiểu và sưu tập được 12 năm rồi ạ. 12 năm. Bao nhiêu đôi rồi bạn? Dạ chỉ có 160 đôi thôi. Đang mang Balenciaga luôn. Vậy size mấy? Em mang 46 là 12 à. Trời ơi, không xin được. Không xin được. Vậy làm sao em mua được mấy cái em mua được mấy cái số lớn? Bình thường em phải đi du lịch để mua hoặc là em sẽ nhờ những người người ta mua được ở nước ngoài, còn ở tại đây thì rất là khó. Nữa muốn mua gì em nói chị nha, chị ba chị mua thì đi chị bán lại cho em. Dạ. Đôi lời 300 đô thôi. Đừng hỏi gì thêm. Chào các bạn, mình là Phong Nguyễn và đây là bộ sưu tập giày của mình. Okay, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bộ sưu tập của mình từ trái sang phải. Thì đây chính là cái hàng đầu tiên. Ở đây là nơi mình để những cái đôi kiểu như giày tây, những đôi giày high end luxury chút xíu. Ô, và tất cả những đôi giày trong bộ sưu tập của mình đều là size của mình hết, không có nào mà size nhỏ hơn hoặc trên lệch hết. Mình là Phong Nguyễn, hẹn gặp bạn trong video sắp tới. Peace out. Đây là Adidas. Ôi chân trời ơi, Nike. Em mới mua đôi này luôn. Em thích Christian Louboutin là một phần là tại vì em theo dõi Instagram của anh Thành từ rất là lâu rồi. Ngày xưa anh Thành mang những cái đôi slip-on đủ màu candy và bắt đầu từ đó em mới thích Christian Louboutin và cũng là anh Thành. Thank you. Mình mang Christian thời gian mình thấy nó khó phối lắm. Đúng là như bạn nói là mình nhìn nó sướng hơn là mình mang. Dạ đúng rồi. Và đặc biệt cái đôi là hãng giày đó mang đau chân lắm. Chị đang mang nó đây, rất đau chân. Cái người chủ của cái hãng này á nói một cái câu rất là hay, nói tới ai mà sợ đau chân thì đừng mua giày hãng tôi. Nói thẳng vậy luôn. Rất là cá tính. Cái guốc của Christian Louboutin tại sao lại đau? Ôm mũi. Mũi thì ôm sát. Đây. Đúng. Dốc thì dốc thẳng giày. Chính xác. Nên ai phụ nữ cái chân muốn đẹp nhất thì mang giày cao gót của Christian, nhưng mà đau lắm. Đứng không có lâu được. Đứng hồi rung. Sao em thấy đôi tụi ông nào ta? Trời ơi. Sưu tầm xíu rồi. Xíu cái gì? Đây chưa mang còn cái mạc luôn. Cái này bao nhiêu đôi em? Dạ cái này em mua với giá hơn 10 triệu rồi. Hơn 10 triệu. Cái này bao nhiêu anh? Dạ cái đó giá bây giờ đang là khoảng 5-6 ngàn đô. Bây giờ nó hết sản xuất rồi đúng không? Dạ hết lâu lắm cái rồi. Cái gì? Đôi Nike này 6 ngàn lận á hả? 5-6 ngàn. Vậy tại sợ vì vậy? Em ơi, rồi. Em ơi, đôi này nhiêu hả? Bao nhiêu hả? Để vô coi nó đẹp không? Vẫn đẹp. Vẫn đẹp. Em ơi, cái này là của Vans, sao nó đề LV trên này? Cái này là một đôi Vans và ở tại Việt Nam mình á, bây giờ á, có những người họ có thể custom giày là họ sẽ lấy một cái túi LV ra và họ sẽ cắt cho một cái túi LV thật và họ sẽ đặt lên rất là nhiều đôi giày. Oh, really? Dạ, và đeo một đôi custom dựa trên một cái túi LV thật. Sao tôi thấy bạn có nhiều đôi bạn không mang, có gì bạn mua chi mà bạn để không mang? Đối với em, giày là một cái gì đó em sẽ rất là trân trọng. Sau khi em mang xong em đem về là em vệ sinh ngay lập tức và em sẽ để giấy gói vào giống như một cái đôi giày mới. Đôi khi anh có thể thấy ở đây á, anh nghĩ là em vẫn chưa mang nhưng mà em đã mang rồi. Em ơi, cái này có chữ ký, có chữ viết trên này là nó tự nhiên vậy hay sao em? Dạ đúng rồi, đó là tự nhiên ạ. Em bắt đầu đam mê cái này có một cái lý do gì đặc biệt không? Tại vì không chỉ những cái đôi giày này đẹp ở ngoài nhưng mà có thể là có cái câu chuyện ở sau lưng nó. Một là câu chuyện của sau lưng đôi giày, còn hai là cái lý do để mình mua cái đôi giày đó. Bạn đi du lịch liên tục hả? Dạ em thế cũng... Ngay từ đầu tôi nhìn bạn là tôi cảm thấy hai anh em mình cứ kiểu bị thân với nhau làm sao á bạn ơi. Là kiểu hai anh em mình là đã thân rồi. Thôi không có vừa sai đâu.
Bạn ơi, Ngọc là cô gái nghèo còn được yêu thương á, bạn có thể hỗ trợ cho Ngọc mấy cái này đâu? Bây giờ Ngọc ngồi Ngọc bán giày ngay tại đây luôn. Tại có mấy đôi bạn chưa mang á, mà giày bạn còn mới lắm. Chị mang vừa chị có thể đem về. Không có, Ngọc bán lại. Ngọc bán lại. Ngọc lấy tiền thôi. Nghệ sĩ gì kỳ vậy Ngọc? Dạo này nghệ sĩ mà thiệt á. Thưa quý vị, mỗi người có một niềm đam mê. Người thì thích áo, người thích quần, người thích điện thoại, người thích xe hơi, người thích đồng hồ, người thì thích bút, người thích bật lửa, có người lại thích giày. Ở trong này cái đôi nào mà mua mà khó nhất, không có nghĩa là nhiều tiền nhưng mà khó đặt hàng. Ở đây em không muốn nói về giá trị. Đúng. Nhưng mà đúng ra lúc nãy em có nói là đôi này là một cái đôi giá trị khá là cao. Nhưng không phải tại vì giá trị của nó cao mà em mua nó, mà đây là cái đôi giày thật sự là em tìm kiếm rất là lâu rồi và không thể nào tìm được size của mình hoặc là một cái giá tốt. Nhưng mà đây là cái đôi có kỷ niệm ý nghĩa nhất với em á, tại vì vợ em là người tặng cho em đôi giày này vào cái ngày sinh nhật và 4 ngày sau là ngày đám cưới của vợ chồng em, thì nó có một cái kỷ niệm rất là lớn đối với em. Đây, giờ anh tặng anh đôi này. Kỷ niệm rất lớn đó anh. Cảm ơn em rất là nhiều, mang tới bộ sưu tập. Rồi mọi người cùng chiêm ngưỡng rồi bàn luận về cái sở thích của mình là điều rất là thú vị. Bây giờ em sẽ ra về với tất cả giày này kèm theo em thích đôi này không? Em thích đôi này không? Em thích đôi này đúng không? Dạ thích. Em hỏi anh thích cái đôi nào đi. Anh thích đôi nào? Thì là một trong những đôi này nè. Ok. Nói chơi thôi, anh mang đâu có dừa. Em biết em mới trả lời ok. Dừa. Quá lành dễ thương. Sắp tới mình có định là mua thêm mấy chục đôi nữa không? Đối với em thì cứ giày nào mà chuẩn bị ra thì em sẽ rất là để ý. Nếu mà em để ý thì chắc chắn là em sẽ liên hệ những cái người ở xung quanh mình quen biết á. Yeah. Đúng rồi. I love it. Tao chừng thấy bà. Dài người ta mang sướng muốn chết của mình bạn thấy đau chưa? Vợ tôi mua tôi đâu mà tôi mang đau. Thì tôi nói anh không mang nữa đâu. Đúng rồi, em đang mang nè. Anh kỳ quá. Cả thế giới mang anh không mang. Cái đôi giày của em mang là anh Xúa Diệu Nhi nó mua tặng em á. Không, đôi này em đâu, đôi này đôi khác, đôi này lúc em mua là nó 230. Không, còn cái đôi Alexander McQueen của em đâu? Em làm gì có. Em có mua đôi này. Nó mua cho em một đôi mà. Ủa? Vậy là bữa đó nó mua không tặng em hả? Trời ơi. Ủa? Nó nói đi mua với tôi Giang. Đừng phá gia đình ta nữa. Ô anh xin lỗi tôi. Duyên gì. Cảm ơn bạn đến với chương trình. Mọi người ơi, hãy cùng với Ngọc tải nhanh VEON để có thể xem được rất nhiều show hấp dẫn. VEON, ứng dụng xem phim và show đỉnh.